Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ giải trí một chút bằng một tựa game kinh dị Hàn Quốc. Tựa game này có tên là The Coma Request. Và dĩ nhiên là đã được Việt hóa rồi. Trước khi bắt đầu vào trò chơi này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong đội ngũ đã Việt hóa tựa game này nhé. Thì tựa game này nội dung là gì? Mình sẽ chỉ nói sơ sơ là có thể gọi đây là tựa game trường học ma ám. Còn cụ thể là ma ở trường học như thế nào thì mời mọi người cùng mình thưởng thức tựa game này nhé. Không nói nhiều nữa, vô thôi. Tôi là John Ho, sinh viên năm nhất trường trung học Sewa. Hôm nay là đợt thi cuối kỳ của tôi. Đối với một số người thì họ xem đây là ngày phán xét. Bên Hàn Quốc thi cử nó căng lắm, chứ không phải như bên mình đâu. Bên mình nhiều thì căng, nhưng mà bên Hàn Quốc nó còn căng gấp nhiều lần nữa. Tôi phải làm tốt những bài thi hôm nay, điểm tổng kết cả năm cũng như một mọi kỳ vọng về một kỳ nghỉ hè yên bình đều phụ thuộc cả cho đây. Vì thế tôi đã quyết tâm thức cả đêm ôn bài. Nhưng trong lúc ôn bài thì tôi đã vô tình ngủ quên. Tôi không dám chắc những gì mình đã mơ thấy. Các chi tiết ấy là rất mơ hồ và tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một cơn ác mộng mà tôi đã mơ thấy vào đêm hôm qua. Rất là kỳ quái. Tôi đã bị mắc kẹt ở đó và thế giới xung quanh tôi đang từ từ đổ nát. Mới vô mà sao ghê vậy? Tôi hy vọng đó không phải là cảm giác khi tôi nhìn thấy điểm cuối kỳ của mình trong kỳ thi này. Dẫu sao thì nó cũng không phải là điều mà tôi quan tâm vào lúc này. Vấn đề bây giờ là tôi đã ngủ quên. Tôi trễ học rồi. Sao tôi không nghe thấy tiếng chuông nhỉ? Mới vô khá kỳ lạ. Không thể tin được mình trễ học rồi. Game này được làm theo phong cách kiểu truyện tranh đó, cho nên không có lồng tiếng. Tốt nhất là mình nên đi thôi. Mình nên đến lớp trước khi kỳ thi bắt đầu. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, anh chàng này tối hôm qua thức khuya ôn bài xong không biết gì sao lại ngủ quên, không nghe báo thức luôn. Bây giờ không biết được kịp tới kỳ thi hay không. AD di chuyển đè ship để chạy. Đây là thể lực à, thể lực thì sẽ thở. Bấm phê. Để di chuyển những A và D để chạy giữa phim ship rồi. Wow, ai đấy chú ơi? Mình nghĩ là cô ấy đang nhìn mình được rồi. John Ho à, mày phải thật ngầu lên. Mấy cái này chắc sức về cũng bự đủ đọc à, cho nên mình sẽ không đọc nữa. Nếu mà mọi người muốn mình tiếp tục đọc mấy sub này thì để lại comment nhé. Nhấn E để tương tác. Em này có tên là Yaso. Ồ, nhìn cũng xinh đấy chứ. Không hiểu tại sao ta lại uống băng như vậy. Đừng có nói là gặp tai rồi nha. Hay là xăm mình. Thanh niên gặp crush, gặp người thương, nói chuyện thấy lan man. Mai là chưa hỏi em ăn cơm chưa. Không thèm trả lời luôn. Khác. Thấy gái đẹp. Cậu đến trễ à, đúng rồi, lo đi thi mà lo nó đây lo nói chuyện với gái. Sắp trễ đến nơi còn mê gái.
Hóa phủ. Quá lạnh lùng. Ôi, chả quên 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 nữa, nó chả nhanh. Còn nói gì nữa đúng không? Tính xin số điện thoại à? Chịu thì thôi. Trên cái tấm bản thông báo này có ghi là thông báo cho người dân. Hiệu trưởng Ly. Sao lại có xe cấp cứu đây? Một anh bạn tên là Sao. Sở thích lập dị. Chắc là áp lực quá, có đứa trong trường thi nó xỉu hay gì. Tay hôn ở lớp 2B đã tự tử trong trường đêm hôm qua. Ghê vậy, trường học ma ám xuất phát từ đại rồi. Con người chết rồi còn thi tử gì nữa. May quá vẫn chưa kiểm tra kỳ thi, chắc bây giờ vậy. Ghi là thằng thường xuyên hay bắt nạt tôi hôn. Có nghi phạm rồi, nghi phạm tạm thời là mong ghi. Các anh chàng này có sở thích lập dị cho nên thường bị bắt nạt. Báo gì vậy? School Sheriff bảo vệ trường thông báo là mọi người hãy chú ý, hãy nhanh chóng quay trở lại lớp học của mình. Kỳ thi cuối sẽ sớm bắt đầu. Đinh Công Mạnh vẫn cho thi luôn, có người chết vẫn cho thi. Thật thú vị. Gợi ý không có gì khác, chắc phải vô trường. Mấy này đang nghe gì vậy? Sinh viên, tôi không thể tin được là cô ta đã tự tử với đêm hôm qua. Họ có nghĩ là cô ta dám làm vậy không? Về trường cấp 3 thôi. Làm nhiều áp lực như cái này hết rồi. Có cái gì sáng sáng nữa. À, cái này là vô trường à. Có lẽ cậu ta đã bị áp lực và căng thẳng của việc thi cử vào đúng cái ngày thi cuối cùng của vậy. Cậu có nhìn thấy gương mặt của cậu ta không vậy? Chứ rất là buồn luôn. Cái này là lụm, nó không cho mình lụm. À, cái gì đây? Có một sợi dây chuyền nằm trên mặt đất phía trước cổng trường. Cái này của cô Song. Mình biết cái này, mình chắc chắn cô ấy sẽ rất ngạc nhiên khi mình tìm thấy nó. Cất siêu cặp.
Nhấn B là mở cái túi hình trang ra, tab để coi tài liệu. Ok, thay hình trang này. Sợi dây chuyền của cô Song, cô Song đã đeo cái này nên chắc chắn là của cô ấy. Sợi dây chuyền nhìn trông khá là cũ kỹ nhưng trông cũng hợp tạp, lấy ấn tượng với cô Song. Túi ba lô bự gì? Vô trường. Cái này là trái tim là máu, còn cái thanh này là thể lực, chạy sẽ bị tốn thể lực. Rồi, vô trường rồi. Cái này mà được cái lồng tiếng dùng nó hay, lớp 1E nè. Mũi tên chỉ hướng những E để đi lên khi mà xuất hiện những mũi tên chỉ hướng. Của mấy em này không cần phải thi à, lúc đây tán gẫu ghi thằng lưu manh trong trường này. Mặt biết của mình, tao mày muốn gì mày? Mình rất ghét thằng này. Nó muốn mình giữ kín cái chuyện nó hay bắt nạt cái anh chàng tai hòn đã tự tử hôm nay hên xui. Mày đang cầu xin nhờ vả hay là mày đang hăm dọa? Gặp mình là mình nói hết cho cảnh sát biết là cái thằng này, cho mày lao động công ích thì mấy tháng rồi. Xong rồi nói thêm là thằng này hăm dọa nữa, cho cảnh sát nhốt luôn. Chắc thấy nói chuyện với em đứng ngoài kia, chắc là bồ mày không, hay là mình đứng vớ vẩn. Nếu là bồ mày thì đưa cho tao coi hình chụp của hai đứa mày, không thì đừng có mơ. Nó đang nói về bạn tôi tên là Mina, ở lớp 1C. Bạn thôi, thì ra chỉ là thích người ta thôi. Và đặt cái trường nào cũng có cái tụi này. Bố không có cút thì làm gì tao. Không cho mình đi tiếp nữa, chắc lên rồi. Giờ này còn hướng ngắm cảnh. Thông báo gì nữa đây? Lịch thi ngày hôm nay
Môn thứ nhất là toán, môn hai là khoa học xã hội. Đây là một D. Xong một D kế tiếp là một E. Vô lớp, vô lớp. Chết. Cô. À, trong khô. Cái gì nói sao cô ơi? Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô giáo nhìn kìa, y như diễn viên. Cái cô giáo vậy sao trò học được trời. Thôi không mắc thằng gì đâu, mắt với cảnh sát chứ mắt với cô là có tác dụng gì. Khi nào cảnh sát hỏi thì sẽ nói không nói cô đâu. Thi còn không tha. Đang tưởng vỡ, có bơ, có không? Không biết cô giáo có ý gì đây. Rồi, lắp lại. Sẵn sàng làm bài thi chưa? Sẵn sàng rồi. Mình còn an ủi là cô. Hy và nhờ vào may mắn xác định này nhé.
gì vậy? Bỏ tài đi. Thì thôi. Đầu đề có khó không nào? Thức khuya ông bà giờ chả nhớ gì hết. Xong rồi. Trắng đêm đi học thật là một ý tưởng rất tồi. Sao mày không muốn cà phê? À, môn toán mà, đâu phải môn sử. Môn sử, môn văn đâu. Môn toán thì thật chất đâu cần học bài nhiều. Quan trọng là nhớ công thức. Luôn đang ngủ trễ đến lớp xong ngủ gì vậy? Holy shit, cái bối cảnh này sẽ giống trong cái tựa game Detention của Đài Loan vậy. Ngủ gục trong trường. Thôi xong rồi, bây giờ tôi đuôi hết vậy, quái gì thế này? Có gì đó không bình thường. Chả có ai lại để người ta ngủ hết tất cả các môn trên giờ làm bài thi. Không thể tin được. Chẳng lẽ ngủ một cái đi qua thế giới khác luôn. Oh yeah. Có một tờ giấy chú ghi lại trên bàn của mình. Cái này dành cho mình à? WS để mở ghi chú, AD N là mở tài liệu, F để dùng đèn pin. Một đêm tại trường học, tôi có một cái trải nghiệm rất lạ. Tôi đã học về muộn hơn so với mọi người để ngồi lại trường làm hết tất cả các bài tập cho ngày mai. Vì vậy tôi đã bị kiệt sức và đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi thức dậy thì tôi có thấy cái gì đó sai sai. Mấy khi sẽ mở được cái bàn của tôi? Chuyện quái gì gì đang xảy ra thế này? Ô, đèn pin đâu? Gì vậy? Một bức hình cũ của một cô gái. Bức hình kỳ lạ này xuất hiện trong cặp của tôi. Cô gái này là ai thế? Cô ấy nhìn rất dễ thương. Holy hell. Thì nổi da gà. Đèn pin nữa ta. À, xe ở đây rồi. Khiếp thật. Tự nhiên nãy chơi tới đoạn kia bị đứng. Còn giờ đúng 12 giờ luôn à. Không được bật cái máy lạnh này lên. Trên bảng không đọc được dấu hiệu này ghê. Phải tắt đèn à?
Nó bị khóa rất chắc. Xin chào, có ai không? Ai vậy? Cô sống à? Người ta phía sau đang giấu cái gì? Này chắc chắn phải cô sống đâu. Thôi không đến gần đâu. Đúng rồi, để mai gặp đi, để buổi sáng gặp đi. Gặp lại đâu? Ồ, đọc nó điên lên. Nó đang dí theo. Nó cuộc sống này chắc phải cuộc sống thôi. Chu e để chui vô phòng này nấp. Cô ấy đi chưa? Ai mà biết giờ. Mình không nghĩ chắc không nên bật đèn. Đang trốn trong nhà vệ sinh. Nó quá tối và rất kỳ lạ. Cảm thấy như trường này đang trôi nổi trong một khoảng không gian trống rỗng. Mình nghĩ không nên bật đèn đâu. Cái gì thế này? Liêu tốn hơi lực là để né đòn. Tắt đèn và bấm nút S để ngồi xuống thì nó sẽ không thấy mình. À, nút S là để nín thở, nó sẽ tốn hơn thể lực ấy. W để lộ người nè đó. Không biết trong trong này có cái gì không? À, có cái tài liệu này. Tôi tìm được tờ ghi chú. Tình yêu nghiệt ngã phần 1. Giống như tất cả những người khác ở xưa qua, tôi đã nói xấu bọn họ cho Mina nghe. Cậu rất tốt với tôi biết là tôi không được đẹp trai, thông minh và hài hước. Tại sao cô ấy lại quan tâm đến một gã béo như mình, khi cô ấy đã có tất cả các chàng trai trong trường xếp hàng phía sau cô ta? Tôi biết cái thằng khốn Moon-gi luôn làm cô ấy khó chịu và tôi không thể chịu được việc này. Tôi méo cần phải sợ nó. Bây giờ tôi đã có một sức mạnh mới và tôi có thể dừng cái việc quấy rối của nó. Có khi sau đó cô ta sẽ đổ gục vì tôi. Người viết là Seo Ho-gyu. Sao lại có bức hình này trong trong giờ chưa kiếm được gì hết. Đèn đi. Ra ngoài nó mở đèn nó thấy á. Mình phải đi đâu đây? Tìm một lối thoát khác. Khi gặp con ma đó nãy nó chỉ mình là tắt đèn và ngồi xuống. Ôi chúa ơi. Giống như một con quỷ succubus. Con này là con ma nữ kiểu có vẻ ngoài hấp dẫn, chuyên dụ dỗ đàn ông mà giết chết họ. Phải báo cảnh sát.
bỏ quên điện thoại ở nhà bó tay đi. Mở cái bản đồ chấm hỏi, điểm chưa biết là hiểu sao. Còn hình này là có người à? À, hình này chắc là mình đây nè, mình chính là chỗ này. Có bản đồ như không, nói ra bây giờ chắc phải đi xuống tầng. Cái này khi mở bản đồ nó vẫn vẫn diễn ra trong thời gian thật, mở bản đồ vẫn có thể bị giết, vẫn có thể bị con ma nó thấy. Không có kẻ thất bại, chỉ có những người khởi đầu chậm. Trong lớp không biết có ai không, mở đèn đi cho chắc. Tôi tìm được một chai nước suối. Đây là một chai nước suối giúp bạn giải khát và thư giãn tinh thần, hồi phục thể lực, phục hồi năng lượng cho bạn. Bấm nút E để uống. Nhưng mà bây giờ mình thể lực mình còn đầy mà. Không có đồ gì ở đây. Lục ba đô luôn. Tôi tìm được một đồng xu. Có đồng xu đó làm gì ta? Gợi ý là có một cái lối thoát khác của tòa nhà chính. Tôi có thể đến đó bằng cách qua phòng ăn của tầng 3F. Phải lên lầu nữa. Tắt đèn. Khám phá hết xem sao. Giọng mấy trong phòng học nên an toàn. À, phòng này phòng của mình. Phòng học lớp mình, thôi đi ra. Ui, đây là có máu đây ghê. Có ba lô. Lại một chai nước xuống nữa. Một thanh sô-cô-la hả? Di Valente Chocolate Bar, một món đồ ăn vặt rất ngọt giúp bạn có năng lượng để di chuyển, tăng ít máu. Nhưng mà mình đâu có bị mất máu đâu. Ồ, có thể trốn trong tập cũng được. Đang trốn trong tủ kìa. Cô ấy sẽ không tìm thấy tôi phải không? Ai biết. Chả có logic gì cả. Một trường giống như đang cố làm tôi bị mất phương hướng ấy. Ồ, trúng vô, trúng vô. Cô điên. Đi chưa? Mai núp trong tủ kịp. Số nhà con quay. Rồi, đi rồi. Khiếp, mai chạy rồi kịp. Trường trung học sơ qua. Thôi thôi, không không được, không được đọc ở đây. Đọc ở đây mà gặp con ma đó là chết rồi.
chui vô tủ đọc. Trường trung học sơ qua, chào mừng bạn đến với trường trung học sơ qua. Người viết là hiệu trưởng Ly, không có đầu gấu, không có những môn thi trượt hoặc áp lực thi cử giả dối. Tầng 3. Mình nghĩ chắc mình nên đi xuống để coi có hai cái lớp học này có đi được không. Lớp học đã bị khóa. Được tuyệt, bây giờ tôi phải làm gì tiếp đây? À, vậy là bà kiếm nhân viên bảo vệ lấy chìa khóa. Bà đến phòng ăn, mở tới phòng bảo vệ. Có gì đó đang cản đường. Nó nhạc ghê quá. Hiệu trưởng Ly. Dường như ai đó đã cố gắng đá bức tường này với một lỗ dài máu. Ôi coi này, tắt 1A không vô được, 1B chưa được, 1B chưa được. Có chỗ để núp. Bên cạnh cuốn sách có ghi tên chủ cuốn sách này. Hàng quỷ đầu gấu không ghi mà cũng đọc sách nè. Đây có cái gì? Tôi tìm được tờ ghi chú. Câu trả lời của Mina. Vậy bạn là kẻ ngang nhiên. Vinabot này chắc là bạn kiểu thanh mai trúc mã với nhân vật chính John Ho. Không có gì đây. Đây là cái gì? Túi đồ ăn hay gì? Đây nè. Quên đi nỗi sợ hãi của bạn khi ăn một gói snack chiên giòn. Chỉ cần đừng để ở đó nghe thấy tiếng bạn đang ăn. Nó cho nhiều đồ dùng đấy. Lưu lại cái chẳng. Tắt đèn. 1B chắc lên 1C. 1C không vô được. Hẹn gặp lại bạn ở nơi cấm túc Romeo. Này, tiếng gì trước dễ dữ. Mở
một xe không vô được luôn. Lại thêm cái dấu hiệu này nữa. Tất cả học sinh chú ý. Phòng vệ sinh ở tầng 1 của y khoa. Nhà vệ sinh nữ vô được kìa. Vô đây tôi kiếm hồ sơ thôi. Có một chỗ trốn ở đây. Hai chỗ trốn ở đây. Đồng xu là 1.000 won, chắc là để mua mấy bình nước trong mấy máy bán hàng tự động gần đó cũng vậy. Bị khóa rất chắc. Đừng nói vào cô giáo ở trong này nhé. Không không. Vậy là tầng 1. 6 cái chỗ này chúng ta đi rồi. Giờ sẽ lên tới khu vực 2, phòng ăn. Biết bà cô giáo đang ở tầng nào nữa. Mình đang khúc này. Lên nữa. Nãy chung toilet nhìn như mình trốn rồi đúng không ta? Trà xanh. Phục hồi năng lượng nhanh. Nhiều phòng để trốn vậy. Quay phòng ăn bên này nhưng mà muốn mình xét hết mấy cái lớp 2A, 2B, 2C kiếm thêm tài liệu quá. Phòng học này không sử dụng được. Đặt đèn đi. Hai C vô rồi.
siêu lớp không vô được. Khiếp quá. Hai B không vô được. Ghê không? Sao chạy, sao không phát ra tiếng động ấy. 2A không vô được luôn. Phòng ăn. Rồi để lên lầu 3 đi. Ê còn 2D nữa kìa. Tiếng gì vậy? Không vô được luôn. Hai D không vô được. Giọng 2E vô được. Có chỗ trốn. Lớp này lớp tự học à? Sao quá trời đồng hồ. Nhưng cái cặp của tôi đã đầy. Đây là hồi máu này. Hồi máu, hồi máu, hồi năng lượng. Thôi dùng đỡ chai hồi năng lượng này. Đồng xu. Không có gì đây. Có cả tivi. Mình nghĩ tập đầu tiên của cái series Trường học ma ám dừng ở đây được rồi đó. Trong tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nhân vật chính của chúng ta Yong Ho lại bị đưa tới cái chỗ này. Mình nghĩ chỗ này chắc là không phải là trường học nữa đâu. Có thể là một cái thế giới song song, hoặc là thế giới ma ám gì đấy. Nếu thấy hay đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký kênh. Nếu chưa đăng ký, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.